Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn bản audio về chủ đề nghề online forex. Hiện nay với xu thế làm việc online, làm việc tại nhà hay kiếm thêm một nguồn thu nhập thứ hai ngoài công việc chính của bản thân mình ra, làm việc trên mạng hay còn gọi là internet đang là một xu hướng thời thượng. Rất nhiều người tham gia khóa học kinh doanh trên internet để có thể cải thiện cuộc sống gia đình. Forex là một thị trường giao dịch xuyên suốt 24 trên 24 tiếng một ngày và 5 ngày trên một tuần, được chia ra làm 3 khoảng thời gian giao dịch nối tiếp nhau: Á, Âu và Mỹ. Giao dịch cả hai chiều lên và xuống của thị trường có tính thanh khoản cao và bất kể đó là ai, tổ chức nào hay quốc gia nào cũng có thể tham gia được thị trường Forex này. Nhà đầu tư Forex và Gold chỉ cần trang bị cho mình một thiết bị có 3G, 4G hay kết nối wifi là có thể tham gia thị trường và để kiếm tiền một cách nhanh chóng, cho dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, thời gian nào, lứa tuổi nào, một cách dễ dàng và đơn giản. Giao dịch Forex và Gold chính là nhà đầu tư đang đứng ra giao dịch tỷ giá giữa giá mua và giá bán trên thị trường Forex của các cặp ngoại tệ Gold. Nói một cách đơn giản là mua tỷ giá thấp, đợi giá lên cao ta chốt lời, và bán ở giá trên cao đợi giá xuống ta chốt lời. Thị trường có tính thanh khoản rất cao. Nếu thực sự bạn muốn tham gia vào thị trường Forex, dù bạn là ai, ở lứa tuổi nào, bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội này, đây chính là một cơ hội đầu tư trên thị trường Forex và Gold này. Điều đầu tiên bạn cần phải có một phương pháp giao dịch Forex và Gold sao cho đúng, và sau đó là một người hướng dẫn và chia sẻ với bạn, đồng hành cùng bạn trên thị trường. Lúc đó bạn sẽ thấy công việc giao dịch Forex, công việc online này phải thật là đơn giản và lôi cuốn đến thế nào. Đây là một nghề của nghệ thuật buôn tiền. Người tham gia trên thị trường Forex và Gold không nhất thiết phải có nhiều vốn, quá nhiều thời gian mà vẫn có thể bắt đầu từ những số vốn nhỏ để gầy dựng lên những khoản tiền hay nguồn thu nhập tiết kiệm thứ hai cho chính mình. Khởi điểm chỉ từ vài chục đô đến vài trăm đô. Nếu bạn được trang bị kiến thức giao dịch Forex và Gold, sau đó là phương pháp giao dịch Forex hiệu quả, cùng với một người hướng dẫn bạn tận tâm, là bạn có thể tham gia giao dịch thị trường để đem về lợi nhuận. Nhà đầu tư khi bắt đầu bước chân vào thị trường giao dịch Forex và Gold cần phải có một cộng đồng cùng nhau hỗ trợ ngồi thời gian trên lớp học Forex ra. Cộng đồng này sẽ cùng chia sẻ phân tích và hướng dẫn lẫn nhau để cùng phát triển đầu tư mọi mặt. Tất cả những điều trên đều có tại trung tâm đào tạo Forex và Gold. Ở nơi đây đã chia sẻ hướng đầu tư online, đầu tư Forex kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động thứ hai cho nhiều người, cũng đã hỗ trợ tư vấn chiến lược cho nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm ngoài thị trường với những bước đi đầy táo bạo, khẳng định khả năng của bản thân bằng dịch vụ cứu lệnh, cứu tài khoản đang giao dịch ngoài thị trường, đã khẳng định chúng tôi là duy nhất dám làm điều này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.